Xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Một lần nữa Khô Trần rất vui và hân hạnh có mặt tại đây trong chuyên mục phim mới để gửi đến quý vị thông tin về những bộ phim đang và sắp phát sóng trên HTV. Quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Khô Trần xin phép bắt đầu chuyên mục ngay sau đây nhé. Thưa quý vị, đang phát sóng trên HTV7 lúc 11 giờ từ thứ hai đến thứ bảy là bộ phim Trung Quốc Sang Ga Tình Yêu. Một bộ phim quy tụ dàn diễn viên trẻ đẹp, tài năng như là Lưu Đào, Vu Hòa Vĩ, Thiệu Vấn, kể về những con người từng đổ vỡ trong hôn nhân, muốn một lần nữa tìm thấy hạnh phúc. Ở giai đoạn này thì do hoàn cảnh đưa đẩy, Cung Kiếm ở cương vị là chủ tịch điều hành một công ty lớn, chấp nhận đóng giả làm đội trưởng đội trị an tại khu vực Thảo Thảo sống. Chính là Cung Kiếm đã giúp cho Thảo Thảo tìm thấy Hiên Hiên, đứa trẻ bị thất lạc năm nào. Tuy nhiên thì sau một thời gian xa cách, Hiên Hiên đã thay đổi rất nhiều, em trở nên ngổ ngược, khó bảo. Trong vai trò đội trưởng đội trị an, Cung Kiếm thay Thảo Thảo uống đắng Hiên Hiên, kiên nhẫn chứng minh tình cảm chân thành dành cho Thảo Thảo. Cùng lúc đó, Thảo Thảo đi học lại, quyết tâm lấy bằng luật sư, theo đuổi ước mơ từng phải gác lại để kết hôn chăm sóc gia đình. Tình cảm giữa Cung Kiếm và Thảo Thảo ngày một kháng khích. Cả ba người, Cung Kiếm, Thảo Thảo, Hiên Hiên đã sẵn sàng xây dựng một gia đình mới, bền chặt hơn, yêu thương nhau hơn. Tuy nhiên, thử thách dành cho họ vẫn chưa dừng lại. Đúng lúc này, Quang Hạo chồng cũ của Thảo Thảo muốn lôi kéo vợ quay về. Trong khi đó thì trợ lý của Cung Kiếm vốn phải lòng anh từ lâu cũng quyết tâm giành giật tình yêu này. Khô Trần xin nhắc lại, Sang Ga Tình Yêu hiện phát sóng trên HTV7 lúc 11 giờ từ thứ hai đến thứ bảy. Ở đó lạnh lắm, tôi lấy ghế cho. Đừng, tôi ổn thật đó. Tôi cảm thấy anh giống như cái bình giữ nhiệt vậy, trong nóng ngoài lạnh, nhưng ở cạnh anh đôi lúc lại khiến người khác thấy rất là ấm áp. Còn bây giờ thì Khô Trần mời quý vị khán giả điểm qua một vài phân đoạn trong bộ phim Nữ Hoàng Báo Thù do Singapore sản xuất, đang phát sóng vào lúc 12:30 trên HTV7 từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Sư phụ Diệp là thần bói, sao anh có thể nói là không đúng? Xin cậu cho tôi chút thời gian để nói cho rõ ràng. Được thôi, cô nói đi. Sao cậu lại nói tôi bói không đúng? Không phải câu nói người phụ nữ thứ ba của tôi là quý nhân hay sao? Cô ta hoàn toàn là một tên lừa đảo, cũng may tôi phát hiện kịp thời. Tôi không nói sai, cô ấy chắc chắn là quý nhân của cậu. Lừa đảo thì làm sao là quý nhân được? Thân phận cô ấy và chuyện giữa cô ấy với cậu là hai chuyện khác nhau. Điều quan trọng là tướng số cô ấy bù đắp cho vận mệnh của cậu. Không cần nói nữa, tôi không muốn nghe. 40 tập phim là câu chuyện xoay quanh Nghê Xảo Vân, một phụ nữ nếm trải cuộc hôn nhân bất hạnh. Ủa? Chồng cô công khai cặp bồ và đòi ly hôn. Trên đường tới bờ biển tự vẫn thì Xảo Vân vô tình gặp lái xe Trương Hiểu Phong. Biết được câu chuyện thì Hiểu Phong cho cô tấm danh thiếp của nhóm Nữ Hoàng Báo Thù và khuyên cô gia nhập. Vận mệnh của cô thì thay đổi từ đây. Những thành viên trong nhóm Nữ Hoàng Báo Thù đều là những phụ nữ bị tổn thương trong tình cảm. Họ nương tựa và cổ vũ tinh thần cho nhau. Cuối cùng họ bị một tổ chức tội phạm ngầm hãm hại và trở thành tội phạm giết người. Ai là kẻ đầu não hãm hại Nữ Hoàng Báo Thù? Họ sẽ làm thế nào để thoát khỏi vòng vây đó? Cuối cùng họ có tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình không? Phim có sự tham gia của các diễn viên như là Tăng Thi Mai, Hồ Gia Kỳ, Lưu Tử Vân. Mời quý vị xem phim vào lúc 12:30 các ngày từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Đến đây thì Khô Trần đành phải nói lời tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Chúc quý vị có một cuối tuần thật nhiều niềm vui.